ngân ra, hiểu chưa? Em cố gắng hát thoải mái đi, cầm lời không? Mình nghĩ bài hát mà ban giám khảo đã chọn cho mình cũng là một bài hát mà mình rất là dễ cảm, và mình cũng mặc dù cũng hơi khó nhưng mà mình cũng cố gắng và làm sao thể hiện tốt nó. Nó phải dứt khoát như thế đúng chắc không, xong lại hát nối vào cái câu nào nó rõ ra câu đấy nhé. Anh Quốc Trung và chị Mỹ Tâm đã giúp mình xử lý bài hát theo cách khác và biến bài hát đó thành bài hát của mình. Khi sương tan màu chút ánh sáng nhạt màu, con đường xa khúc nhau. Từng ngày đợi chờ thêm bao nhiêu bỡ ngỡ, chắc có lẽ tôi mộng mơ. Bao năm qua đi có giữ lấy được gì, thôi đành cay khóe mi. Hay là cơn mưa phương xa vui hơn nơi đây xa lắm. Sớm mai em thường nhớ ai, ngày nào em gót chân lạnh giá mưa dần khua xa. Ngày nào anh trái tim vụn vỡ trong từng giấc mơ, yêu thương đã lớn. Từng ngày nhìn mưa vội vàng, nụ cười ai ngập tràn, nghe bao nhiêu suy tư như đang khóc hòa. Giờ bên em tuyết trắng hay ngày đang có nắng, liệu rằng em có nhớ mưa này chăng? Từng ngày chờ mong điều gì, nụ cười ai diệu kỳ. Em ngày nào thật hiền dần dần tan biến như mưa. Bao nhiêu buồn phiền vỡ tan như chiều vàng, trời cơn mưa dịu dàng đến bên hiên nhẹ nhàng. Khi xưa tan màu chút ánh sáng nhạt màu, con đường xa khuất nhau. Từng ngày đợi chờ thêm bao nhiêu bỡ ngỡ, chắc có lẽ thôi mộng mơ. Bao năm qua đi cố giữ lấy được gì, thôi đành cay khóe mi. Hay là cơn mưa phương xa vui hơn nơi đây xa lớn. Giá mưa dần khua xa, ngày nào anh trái tim vụn vỡ trong từng giấc mơ, yêu thương đã lớn. Từng ngày nhìn mưa vội vàng, nụ cười ai ngập tràn, nghe bao nhiêu suy tư như đang khóc hoài.